Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện ngọt sùng của bộ phim đang chiếu Phone Ring khi chung điện thoại gieo của tác giả Gun El Munnen. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 6. Chỉ là một kẻ đáng thương quanh quẩn ở nhà tự thỏa mãn thôi. Giọng nói xa xăm bỗng như nam châm hút chặt vào điện thoại. Lời nói cay nghiệt chói tai giống hệt sự khinh miệt mà chồng cô thường thể hiện muốn thử xem ai bẩn thỉu hơn không? Nghe tôi nói hết đã. Thế thì, hẹn gặp cô ở tòa, tôi nhất định sẽ nhìn rõ mặt cô. Điện thoại bị cúp một cách dứt khoát, lạnh lùng như giọng nói của bác Sa ơn. Cảm giác nhục nhã cháy rát từ mờ u bàn tay lan đến một bên má, bỏng rát. Gọi lại ngay. Hà, hà. Gọi tiếp đi, gọi đến khi nào anh ta bắt máy. Hi chu như một cái xương bị gãy rồi nối sai cả người vặn vèo. chị ơi em Bum. số điện thoại bạn gọi hiện đã tắt máy sau tiếng tút sẽ chuyển vào hộp thư thoại cuộc gọi sẽ bị tinh phí sau khi kết nối tút đồ khốn đúng là một tên khốn tồi tệ một kẻ không chút tình người chị ơi phía trước kia nhưng không ai nghe thấy miệt khiến cô buồn nôn tầm nhìn trao đảo đảo lộn tại sao chỉ có mày không sao Tiếng gào thét xé lòng đập thẳng vào cô bé Hy Chu. Lúc đó cô chỉ mới 9 tuổi. Sau tai nạn xe, cô khó nhọc mở mắt ra. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà trắng xóa, cùng mùi bệnh viện nồng nặc sộc vào mũi. Cô gắng gượng ngồi dậy, Kim Yun Hy đẩy cửa bước vào, loạn choạng đi tới. Mẹ! Nhìn thấy mẹ, cầm cô run lên như một trái óc chó, trong lòng thoáng chút nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi cô đưa tay ra, nét mặt của mẹ như thể nhìn thấy ma quỷ. Tại sao chỉ có mày không sao? Kim Yun Hi mặt tái mét, đôi môi run rẩy. Với Hy Chu nhỏ bé, những lời đó hoàn toàn không thể hiểu nổi. Mày cũng nên bị thương mới đúng. Cơn lạnh lẽo len vào tim cô, nhưng nước mắt lại trào ra từ mắt mẹ. Đó là sự đau buồn, phẫn nộ, nổ, nhưng nổi bật nhất vẫn là nỗi sợ hãi. Mẹ đã hoàn toàn bị dọa sợ chính cô con gái gần như không hề hấn gì khiến bà khiếp đảm mẹ ơi mẹ dù còn nhỏ hy chu vẫn cảm nhận được sự bất thường trong phản ứng của mẹ cô làm nũng lại gần mẹ điều mà cô ít khi làm kim yun hy nhìn đôi chân hy chu đang đứng vững di chuyển tự nhiên ánh mắt như nhìn thấy một con sâu bò phải làm sao đây làm sao đây thật sự phải làm sao bây giờ bà ôm mặt gào lên trong cơn hoảng loạn. Con gái ruột của chủ tịch Hong, Hong In A, bị ống sắt xuyên qua cửa sổ làm tổn thương tai, còn người bảo mẫu đi cùng đã tử vong. Đó là đứa con trai duy nhất bà sinh ra khi tái hôn một cách kỳ diệu trong thời gian làm tình nhân của chủ tịch. Chiếc xe chở bọn trẻ đã va chạm với xe tải trên cầu Đông Tác, người duy nhất không bị gì chính là con gái bà, Hi Chu. Nếu chủ tịch nhìn thấy cảnh này, Kim Yun Hy gục mặt khóc, đầy vẻ xấu hổ. Con gái ruột thì tàn phế, đứa con trai yêu quý đã chết, vậy mà chỉ có mày. Nếu ông ấy biết chỉ có mày một kẻ ngoài cuộc là không sao. Mẹ cô lảo đảo như vừa đánh mất chỗ rửa. Ông ấy tuy không nói, nhưng chắc chắn sẽ dần xa lánh mẹ. Làm sao mẹ không hiểu được suy nghĩ của loại đàn ông như vậy? Mẹ đã khó khăn lắm mới có thể đi đến ngày hôm nay. Mẹ ơi! chỉ cần nhìn thấy mày ông ấy sẽ giận dữ rồi sẽ ghét lây cả mẹ nhất định là như thế kim yun hy như đang tự nói với chính mình nhưng cũng như đang nói với hy chu bà cắn móng tay đi qua đi lại trong phòng bệnh trông cực kỳ bất ổn cuối cùng mẹ cô thô bảo nắm lấy vai hy chu cứ nói là mày bị chấn động nặng sau tai nạn xe bà trông như đang đứng trên bờ vực thẳm mày không thể lành lặn chỉ có mày là không thể bình thường. Bàn tay bà siết chặt đến tái nhợt, câu nói cuối cùng gần như là tiếng hét tuyệt vọng. Đúng vậy, tốt nhất là đừng nói gì cả. Mẹ, mẹ ơi, tỉnh táo lại đi, mày muốn quay về sống trong căn phòng sau quán ba à? Hi Chu bị tiếng quát chát chúa như roi quất làm cho khiếp sợ đến nghẹt thở, chỉ có thể bất lực nhìn miệng mình bị nhét chặt. Từ hôm nay, tuyệt đối không được nói một lời nào. Ưm, mẹ ơi, mày bị chấn động nặng, đầu óc đã có vấn đề. Tay chân thì còn lành lặn, nhưng cái đầu nó không ổn nữa. Mẹ cô dùng ánh mắt sắc lạnh, mạnh tay ấn vào một bên mặt của Hi Chu. Từ giờ trở đi, tuyệt đối không được nói một lời nào, Hồng Hi Chu. Nếu mày còn muốn sống ở nhà họ Hồng, muốn ở bên mẹ, thì không được phát ra bất kỳ âm thanh nào. Như nàng tiên cá mà chúng ta từng xem ở dạp, còn nhớ không? Mẹ ơi, con sợ lắm. Sao mày lại không chịu nghe lời? Kim Yun Hi bất ngờ vung tay đánh vào môi Hi Chu. Mày muốn quay lại với thùng rác mà sống sao? Nước mắt lưng tròng trong mắt Hi Chu, cả người cô cứng đờ. Khóe miệng cô đã bắt đầu sưng đỏ. Chị mày đã không còn nghe được nữa, em trai mày cũng đã chết. Hi Chu bị tiếng gào thét của mẹ làm cho nghẹt thở. Chút âm thanh này mà mày cũng không chịu từ bỏ sao? Hi Chu muốn nói không, nhưng chỉ có thể điên cuồng lắc đầu. Cô bé sợ bị mắng nên vội dùng tay lau nước mắt đang trào ra. Chỉ có sự thương hại của chủ tịch mới giúp mày và mẹ sống tiếp được. Cô bé chẳng hiểu gì cả, chỉ máy móc gật đầu. Người em trai luôn tập tành nói chuyện và người chị xinh đẹp, lạnh lùng như công chúa. Chính lúc ấy, Hi Chu đã hiểu được thứ tự ưu tiên trong cuộc sống. Vậy phải đến khi nào Hi Chu với chiếc mũi đỏ bừng cử động môi không phát ra tiếng hỏi. Chúng ta đã thấy rồi, Hi Chu. Đến khi nào mày hóa thành bọt biển? Mẹ cô mỉm cười với gương mặt đẫm nước cũng không phát ra tiếng. Rào rào tiếng mưa xói nhòa mọi ký ức đè nặng. Thính giác là thứ đầu tiên khôi phục lại. Khi tai nghe được xúc giác cũng dần trở lại rồi mi mắt khẽ run lên. Hi Chu quên mất cảm giác đau rát ngơ ngác chớp mắt mưa xối xả tràn qua cửa kính nứt vỡ mà ập vào. Đã xảy ra tai nạn, trong đầu cô bắt đầu từ từ suy nghĩ. Chiếc xe trượt bánh trong cơn mưa, đâm vào rào chắn, rồi lộn nhào xuống bờ sông. Thân xe bẹp rúm như tờ giấy, trông chênh, sắp sụp đổ. Bên trong xe ngổn ngang, chỉ còn lại một mình cô. Chắc bọn bắt cóc đã bỏ trốn. Ngọc kép, Hi Chu nằm bất động như người chết, chỉ còn hơi thở dồn dập cảm xúc, hoàn cảnh, cuộc đời cô, tất cả đều dối tung lên. Mọi thứ đều khiến cô thấy chán ngán. Rốt cuộc là đã sai từ đâu? Giả vờ mất giọng, chủ tịch thương hại cô, còn mối quan hệ với chị gái cũng trở nên thân thiết. Trong mối quan hệ gia đình khăng khít ấy, chỉ có một mình Hi Chu là luôn sợ hãi. Cô luôn nghĩ rằng chỉ cần mình im lặng, mọi người sẽ yên ổn ảo tưởng đó đã giữ chặt Hi Chu trong suốt một thời gian dài. Cô dễ dàng rơi vào trạng thái trầm cảm, vô vọng, dần trở nên mơ hồ. Vì cô còn nhỏ mà đã phải gánh trên vai một bí mật khổng lồ. Dưới sức nặng ấy, cuối cùng cô thực sự không thể thốt ra lời nào nữa. Việc cất tiếng nói trước mặt người khác còn đáng sợ hơn cả cái chết. Cảm ơn mày. Chiếc radio cũ kỹ bỗng kêu rè rè, rồi bật lên. Nhưng nếu đây là cái giá mà cô phải trả để cất tiếng. Nếu đây là kết cục tồi tệ và nhục nhã đến thế này. Âm thanh ngắt quãng cuối cùng cũng trở nên rõ ràng. Vào lúc 5 giờ 55 phút chiều nay, tại buổi họp báo chính thức, nhà xanh thông báo rằng cuộc đàm phán đã kết thúc thành công và cho biết lực lượng vũ trang của Augen quyết định thả tất cả các con tin Hàn Quốc. Sau đó, người phát ngôn của nhà xanh, Beck Sa-ơn, đầu cúi xuống yếu ớt, quay về phía bảng điều khiển trước mặt. Cảm ơn tất cả những người thân của các nạn nhân bị bắt cóc, những người đã âm thầm chịu đựng khoảng thời gian đau khổ, cùng với các bạn bè quốc dân và các phương tiện truyền thông đã tích cực phối hợp. Âm thanh trầm thấp vang vọng ngay lập tức phá vỡ ý thức mơ màng. Mỗi lời nói đều đau đớn hơn cả những giọt mưa rơi vào tai. Hi Chu vô thức nắm chặt tay lại, để giúp các nạn nhân sớm trở về với gia đình, Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết. Âm thanh ban đầu yếu ớt như cỏ non, dần dần lan tỏa thành những tiếng cười lớn. Nước mắt lưng tròng nơi khóe mắt Hi Chu, cô bắt đầu ho. Giờ đây, cô cuối cùng đã hiểu lời mẹ mình. Cho đến khi nó tan thành bọt. Chân bị mắc kẹt trong thân xe biến dạng tê cứng như bị điện giật, từ mắt cá chân lên đến đùi như sắp tan thành bọt và biến mất. Hy vọng vỡ vụn từng chút một cảm giác một điều gì đó đang tan rã cho đến bây giờ cho đến khi bị đẩy đến bức đường này ngoài ra chúng tôi cầu nguyện cho hai người đã hy sinh trong vụ bắt cóc này và một lần nữa xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình họ khóe mắt cô đau nhói như bị lửa đốt âm thanh đầy sự kính trọng lễ phép và chân thành khó tin dù thiện ý của anh ta có vẻ trật tự và có lý nhưng thứ tự của hy chua e rằng sẽ chẳng bao giờ đến Cô nhìn chằm chằm vào tấm kính rộng lớn, như thể nó là nhà tù suốt đời của mình. Dù là quá khứ hay hiện tại, tình cảnh của cô không hề thay đổi. Vì vậy, cô cố gắng đứng dậy, tất cả sự phản kháng trong lòng bùng nổ. Á, à, ưm, hít. Hi Chu cắn chặt răng, rút chân ra khỏi thân xe. Sau đó, cô vội vàng nhặt bất cứ thứ gì có thể cầm được, bắt đầu đập vỡ cửa kính. Khuôn mặt cô càng lúc càng cứng đờ, nhưng ánh mắt dần dần lộ ra một chút vẻ thô lỗ nhưng đầy mạnh mẽ. Bùm, 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 tiếng đập liên tiếp vang vọng trong xe. Hãy xây dựng lại một mái ấm mới, không phải là nhà mới cưới, cũng không phải là nhà mẹ đẻ hay nhà chồng mà là một nơi chỉ thuộc về mình. Bọt đã tan hết. Chương 7. Ha ha, cửa sổ kính đã vỡ gần hết, ngay lập tức rơi xuống ầm ầm. Hi Chu dùng chân đá những mảnh kính còn lại ra, cuối cùng đã thoát ra ngoài. Ha ha, ha ha ha. Sau đó, cô dựa vào nắp máy biến dạng, khẽ cười khổ. Những giọt mưa lạnh rơi xuống mặt, nhưng lại khiến cô cảm thấy tỉnh táo. Ngọc kép, còn một tháng nữa là đến ngày vận động tranh cử của chồng cô. Hi Chu cúi đầu nhìn vào bàn tay mình, dần dần nở nụ cười. Kết thúc thôi đừng tiếp nuối ở những nơi không thuộc về mình nữa. Cách để không phải chịu khoản tiền phạt 2 tỷ, cô nhìn vào bàn tay nặng trĩu, ánh mắt trở nên kiên quyết hơn. Cô có trong tay một quân bài mảnh chiếc điện thoại đàm phán bị bọn cướp tân trang lại. Em, phải khiến chúng ta ly hôn. Uy hiếp phát ngôn viên của nhà xanh. Giả vờ là kẻ bắt cóc, để có được những gì muốn. À, à, cô vừa ăn tối, vừa thử phát ra âm thanh đã bao nhiêu năm rồi cô chưa có động lực như vậy chỉ cần nghĩ đến việc uy hiếp bét xa ơn cơ thể cô dường như tràn đầy năng lượng cô ngồi một mình bên chiếc bàn ăn rộng lớn vừa ăn vừa bật cười cánh tay động đẩy dù vai có đau nhức nhưng động lực này còn hiệu quả hơn cả thuốc giảm đau phát ngôn viên nhà xanh bét xa ơn cảm ơn chính phủ đồng minh tổ chức quốc tế và cộng đồng quốc tế đã hỗ trợ thả kẻ bắt cóc trong suốt cả ngày các kênh tin tức đều phát đi phát lại hình ảnh của bét xa ơn khi những bí mật trong cuộc đàm phán giữa lực lượng vũ trang augen và giới truyền thông bị phơi bày mọi người bắt đầu bàn tán về cách bét xa ơn điều khiển truyền thông Chu không chốt do dự tắt tv ngay lúc đó cô bỗng ngẩng đầu lên khóa cửa bị ấn xuống mạnh mẽ rồi tiếng dép lê cọ sát với sàn nhà vang lên Chu ngay lập tức cứng đờ người căng tay lắng nghe chỉ cần sự hiện diện của người này thôi đã khiến cô cảm thấy căng thẳng. Cái người cuồng công việc chỉ về nhà lúc nửa đêm ấy, sao hôm nay lại về sớm vậy? Từ khoảnh khắc trong ký ức của cô, bóng dáng cao lớn ấy luôn rẽ qua góc tường rồi dừng lại. Hi Chu đang cầm chiếc thìa, người cứng đờ. Ánh mắt của họ gặp nhau, vẫn lạnh lùng như mọi khi. Anh ấy sẽ đi qua như mọi khi thôi. Giống như nơi đó chỉ có giấy dán tường và đồ đạc mà thôi. Dù Hi Chu không cố gắng, anh ấy cũng sẽ quay đi trước. Tuy nhiên, xa ơn nhíu mày nhẹ nhìn cô, ánh mắt ấy như đang nhìn một bài toán khó, hay nói đúng hơn là một vấn đề phiền phức mang theo một chút lạ lẫm. Hi Chu hoàn toàn không có khả năng miễn dịch với ánh mắt kiên trì ấy, chỉ muốn tìm một nơi để trốn đi. Nhưng tôi đã chán cái yên tĩnh này. Cô lấy lại tinh thần, cố tình mở miệng và cắn lấy chiếc thìa dù răng cửa cọ vào chiếc thìa sắt, cô cũng không chịu rời mắt khỏi anh. Anh ấy nhíu mày, khuôn mặt điển trai có chút khó chịu. Hôm nay, giọng nói trầm thấp phá vỡ sự im lặng. Ánh mắt anh dừng lại trên gò má của Hi Chu rất lâu. Nhận được một cuộc gọi nhạt nhẽo. Cô bỏ lại chiếc xe hỏng, lê một chiếc giày lên đồi, về nhà tắm rửa, khóc một lúc rồi xé bỏ bộ đồ dơ chỉ có cơ thể đau đớn mới cho cô biết rằng tất cả những chuyện này không phải là mơ. Còn anh ấy lại gọi tất cả những chuyện này là nhàm chán. Có người đe dọa sẽ giết em. Hi Chu chỉ bình tĩnh tiếp tục ăn, dù sao thì cô thật sự đã thoát chết. Nhưng em vẫn còn sống. Giọng anh khô khốc, không có chút cảm xúc nào. Dù vậy, trên khuôn mặt nhẵn nhủi của anh có điều gì đó bất ổn, khiến Hi Chu không khỏi uống một ngụm nước lớn. Anh ta như đang tìm hiểu điều gì đó, nheo mắt nhìn cô. Là trách móc hay là chán ghét, cô hoàn toàn không đọc được ánh mắt của anh, chỉ cảm thấy bị cái nhìn lạnh lùng ấy quét qua. Dưới ánh mắt lạnh lùng đó, Hi Chu mới cảm thấy cơ thể mình bắt đầu run lên. May mắn là bọn bắt cóc khá ngu ngốc, nếu họ có ý xấu, mọi chuyện có thể đã xảy ra rất khác. Nếu cô chết thảm trong chiếc xe bị khóa, nếu thực sự gặp phải chuyện gì xấu, cô khéo léo kìm lại những giọt nước mắt đang sắp trào ra trước mặt bác xa ơn cô không muốn thể hiện bất kỳ cảm xúc nào anh đúng là vô dụng như vậy cô tưởng mình đã miễn dịch với những lời như thế này rồi con mắt của anh thật sự xa lạ trực tiếp đập vào cô khác hoàn toàn với những gì cô thấy qua truyền thông không có ống kính nào quay lại cho anh không có biên tập nào lọc đi cảm giác bị áp lực ấy trực tiếp tấn công vào võng mạc và màng nhĩ của cô. Dù là những lời đã nghe cả đời, khi từ miệng Bexa ơn nói ra, nó lại trở thành một lưỡi dao sắc bén khác. Cảm giác thất bại ngoài dự tính khiến Hi Chu cắn chặt môi dưới. Sao tôi lại lấy một đứa trẻ như anh chứ? Người đàn ông từ từ cởi áo khoác vest, treo nó một cách tùy tiện lên chiếc ghế ăn. Khuôn mặt anh mang theo vẻ mệt mỏi mà cô chưa từng thấy trên tivi. Anh tháo bỏ cà vạt, mở hai chiếc cúc áo. Vì em im lặng. Hi Chu nghe ra rằng anh nói như thế, vì vậy vừa không phiền phức lại tiện lợi. Người đàn ông tháo đồng hồ ra, thở dài một hơi thật sâu. Khuôn mặt anh cũng lộ rõ dấu vết của một ngày dài mệt mỏi. Nếu đã hiểu rồi, đừng nhắc đến bên tai tôi nữa. Đây gần như là một lời đe dọa. Tuy nhiên, nếu anh cảm thấy có lỗi thì phải làm sao đây? chỉ trong giây lát, hai má Hi Chu xuất hiện một màu đỏ nhạt đầy ẩn ý. Từ giờ trở đi, tôi sẽ hành hạ anh đến chết. Hi Chu chỉ nghĩ đến những điều này và cảm nhận được máu trong cơ thể mình đang dâng lên. Một, cô dâu không thể chủ động yêu cầu ly hôn. Hai, đặc biệt là không được ly hôn trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử lớn. Mục tiêu là trong một tháng, khiến Bexa ơn phải nói chúng ta ly hôn đi. Đây là cách kết thúc cuộc hôn nhân chính trị này mà không gây ồn ào. Nếu có thể ép Bác Sa ơn nói ra câu đó, câu trả lời đã được định sẵn rồi. Quan trọng là Hi Chu phải thể hiện tốt kỹ năng đe dọa của mình, nhưng trong đầu cô đã có một kịch bản hoàn hảo. Nhưng những kẻ đùa giỡn đừng mong nhận được sự tha thứ. Bác Sa ơn liếc nhìn khuôn mặt hơi đỏ của vợ, không khỏi lắc đầu. Bây giờ, sự im lặng giữa hai người khác hẳn so với trước đây công việc tôi bảo anh điều tra thế nào rồi bác xa ơn bước vào một căn phòng khô khan không có lấy một cây cỏ sống sàn nhà lát gạch mài đen toàn bộ nội thất trông rất u ám tiền bối cái đó là cậu ta đã từng ăn cơm ở nhà này chưa mùi cơm trong nhà người thật lạ lẫm như thể đang nói dối người đàn ông ngồi bên giường xoay nhẹ khuôn mặt mệt mỏi những mệt mỏi mà anh ta vô thức bỏ qua giờ đây lại tràn đến không thể tránh khỏi bếp xa ơn vốt chán đang nóng từ từ nhắm mắt lại căn nhà yên tĩnh như đại dương sâu thẳm đây là không gian duy nhất không có bất kỳ tiếng động hay tiếng ồn nào mỗi lần về đến căn nhà như vậy những dây thần kinh căng thẳng của anh lại giãn ra khi báo cáo đừng ấp úng xin lỗi tôi nói là không thể theo dõi được anh mở mắt ra nhẹ nhàng nhíu mày vì không phải qua trạm phát sóng chỉ dựa vào số điện thoại thì không thể theo dõi được hơn nữa đây là mã vùng của mỹ là số điện thoại ảo chỉ có thể theo dõi trực tiếp trực tiếp anh nhớn mày như thể đã phát hiện ra một từ ngữ khiến anh khó chịu đúng vậy nhưng để làm được như vậy chúng ta cần phải nhận thêm một cuộc gọi nữa lần này anh rõ ràng nhíu mày các đường nét trên gương mặt từ sống mũi đến gò má, đều nhẹ nhàng động đậy. Vậy nên tôi phải đợi tên khốn đó gọi lại. Bét xa ơn kéo môi cười một cái, đứng dậy. Thằng cha nói sẽ giết vợ của viên chức nhà nước ấy. Vậy, đã tốn bao nhiêu công sức như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như thế được? Hắn ta và những kẻ chỉ gọi điện chơi cho vui rồi bị kiện mơi khóc lóc là hoàn toàn khác biệt về động cơ. Thời điểm cuộc gọi đe dọa đến thật trùng hợp. Vụ bắt cóc liên quan đến uy tín quốc gia. Nếu hắn thất bại, chính phủ thất bại, sẽ có rất nhiều thế lực mong muốn điều đó. Có thể có ai đó đang phá hoại cuộc đàm phán con tin. Dù là lừa đảo qua điện thoại hay cái gì khác, sự cố gắng phá hoại thực sự là có. Đây là cuộc gọi từ Telegram của Mỹ, vì vậy có thể thay đổi số liên tục. Đã tốn bao nhiêu công sức. Bé xa ơn cắn chặt vào má mình, rồi cười. Có thể nó sẽ gọi lại. Anh bước dài đến trước kệ sách cao. Gần đây, anh đang rất căng thẳng và cuộc gọi này đến đúng lúc. Nếu nó dám gọi lại với cùng một câu nói, từ hôm đó, bao cát của bác Sa-ơn sẽ trở thành số 406 đó. Nếu có cuộc gọi, cố gắng kéo dài thời gian trò chuyện. Dù tiền bối là cao thủ, tôi nói những điều này có lẽ là thừa, nhưng ít nhất cũng phải xác nhận thông tin đối phương. Là đàn ông. Anh đi qua lại trước kệ sách, nói một cách tùy tiện. Gạch nối, gì cơ? Nhưng giọng nói đã bị chỉnh sửa. Là đàn ông, không còn nghi ngờ gì nữa. Ồ, hiểu rồi. Hắn ta hoặc là đang phê thuốc, hoặc là tinh thần không ổn định. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 8. Kệ sách chiếm trọn một bức tường, trên đó chất đầy tài liệu về đàm phán. Khi đang theo học chương trình thạc sĩ về khoa học chính trị, anh đã tham gia khóa đào tạo tại Học viện FBI Mỹ và hoàn thành khóa học đàm phán con tin do Sở Cảnh sát New York tổ chức. Hầu hết các cử nhân khi đối mặt với con tin, đa phần sẽ bị cảm xúc chi phối. Nhưng Becksa ơn, khi đối diện với mối đe dọa và nòng súng, thậm chí không chớp mắt. Cốt lõi của đàm phán là đối thoại. Cần phải hiểu đối phương từ góc độ nhân văn. Một chuyên gia đàm phán xuất sắc cần có khả năng sử dụng cảm thông để phá vỡ phòng tuyến của đối phương, nhưng Bét xa ơn hoàn toàn đảo ngược giả định này. Thái độ lạnh lùng và vô cảm. Những vấn đề tính toán tỉ mỉ nhưng vô đạo đức. Kiểm soát cảm xúc tỉ mỉ để điều khiển người khác. Tất cả những điều này đều xa rời một chuyên gia đàm phán thực thụ. Anh ta còn thích tìm niềm vui trong việc hành hạ kẻ bắt cóc, thay vì quan tâm đến sự an toàn của con tin. Mẹ anh nhận thấy khuyết điểm của con trai mình liền nổi giận và không cho phép anh tiếp tục bước chân vào lĩnh vực này anh ta chỉ là một người ăn nói cay độc không thể trở thành chuyên gia đàm phán đó là lời đánh giá lạnh lùng của mẹ anh tuy nhiên chính tài năng này đã giúp anh nổi bật trong giới chính trị con chuột ẩn sau âm thanh anh gõ nhẹ vào sách bằng các khớp món tay giọng vốn đã khàn giờ càng nghe như giấy giác Hong Hi Chu không rời mắt khỏi tên bệnh hoạn xã hội trong màn hình giám sát. Lưỡi của bạn sẽ bị tê liệt, không thể nói nữa. Lưỡi sẽ bị tê, không thể nói nữa. Cô giả vờ trang trọng và làm động tác theo lời thoại. Biểu cảm cứng đờ, cầm căng thẳng, hai tay vắt chéo lại có vẻ dữ tợn. Cô không phải là chưa từng nghĩ đến các phương án khác. Trước đây, cô đã từng tìm lời khuyên pháp lý về hợp đồng hôn nhân không công bằng. Nhưng dù là tư vấn miễn phí hay các văn phòng luật lớn, kết quả đều giống nhau. Cái gì? Đại biểu Beck. Báo sang trình Daily. Mạng lưới quan hệ của ông nội và bố chồng cô đã thấm vào cả giới pháp lý. Không ai dám đụng đến vị đại biểu được đề cử làm ứng cử viên tổng thống. Không một luật sư nào dám nghi ngờ hợp đồng bất công đó. Đập tan cả cửa hàng của bạn à? Trong phòng nghe nhìn của Trung tâm Dịch thuật Ngôn ngữ Ký hiệu. Hong Hi Chu chuyển động tay nhanh chóng và chính xác. Đừng cử động, sẽ bị thương. Cử động là chết. Đừng cử động, sẽ bị thương. Cử động là chết. Lông mày của cô nhíu lại, run rẩy giống như một diễn viên tức giận. Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay. Tối nay, Hong Hi Chu sẽ gọi điện cho Bé Sa ơn. Là một phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu, Hong Hi Chu đã quen với việc truyền đạt giọng điệu và cảm xúc của người khác đặc biệt là cô thường sử dụng các video làm tài liệu học để luyện dịch, vì vậy việc bắt chước giọng của bọn bắt cóc không khó. Hong Hi Chu, em ở đây, hả? Lúc này, giám đốc trung tâm ló đầu qua khe cửa đang mở một nửa, lắp bắp nói. Trên màn hình đang chiếu cảnh một người đàn ông giữ tợn treo một nạn nhân bị cha tấn lên trần nhà để đe dọa. Lời thoại cũng vô cùng rùng rợn. Hong Hi Chu, cái đó, Hong Hi Chu một người đàn ông khoảng 40 tuổi bước vào một cách hoảng loạn, nhưng Hong Hi Chu vẫn đắm chìm trong thế giới của mình. Cô toát mồ hôi, dùng cả cơ thể và khuôn mặt để thực hiện dịch ngôn ngữ ký hiệu. Mãi cho đến khi anh ta tìm thấy điều khiển và ấn nút tạm dừng, Hong Hi Chu mới ngừng dịch ngôn ngữ ký hiệu. Em yêu, sở thích của em đã thay đổi rồi sao? Gương mặt Hong Hi Chu đỏ bừng vì nóng, cô mới quay lại một người đàn ông đeo sợi dây chuyền vàng dài mặc áo sơ mi hawaii đứng đó trông giống như một ca sĩ rap có phải vì em thất nghiệp không anh có thể giúp em tìm việc lại chỉ là luyện tập thôi hong hi chu trả lời bình tĩnh bằng ngôn ngữ ký hiệu nếu như cử chỉ có thể phát ra âm thanh thì ngôn ngữ ký hiệu của hong hi chu sẽ giống như một quý cô thanh lịch các cử chỉ của cô thanh nhã chính xác và mềm mại nhưng luyện tập kiểu này có vẻ hơi đáng sợ nhỉ chỉ để phòng khi cần phòng khi cần sao cái này cũng cần luyện tập à thật sự có cần thiết không giám đốc trung tâm lo lắng nhìn hong hi chu trung tâm không có thông báo đặc biệt em có nhận yêu cầu dịch thuật từ sở cảnh sát không hay là các công ty cho vay nặng lãi cần dịch không người vay là người khiếm thính gì đó không phải như vậy vậy sao em lại làm những việc mà bình thường không làm làm tôi sợ tim suýt rớt ra ngoài giám đốc trung tâm làm bộ vỗ ngực một cách phóng đại anh đang giúp em tìm việc trước khi có công việc em cứ nghỉ ngơi đi anh sẽ tìm một số công việc không cần dịch có âm thanh đừng lo cũng đừng dùng những thứ đáng sợ này để xả stress hong hi chu là một phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu không chuyên trước mặt người khác miệng cô luôn cứng đờ trở thành thói quen khó bỏ vì thế công việc cô có thể làm cũng rất ít cô chỉ có thể làm những công việc hỗ trợ hoặc phiên dịch một chiều không cần nói ngôn ngữ ký hiệu không chỉ là ngôn ngữ của đôi tay để truyền đạt hoàn toàn các sắc thái và cảm xúc tinh tế biểu cảm phong phú là điều không thể thiếu về mặt này hong hi chu là một phiên dịch viên có thể thể hiện rõ sự khác biệt giữa làm tốt và làm quá tốt từ hình dáng của môi chuyển động của lông mày đến hướng cơ thể không có động tác nào của cô là tùy tiện Mặc dù bình thường Hong Hi Chu có vẻ như không mấy nổi bật, nhưng cô lại có khả năng truyền đạt cảm xúc của người khác một cách sống động, như thể in hoa văn lên đĩa vậy. Cô là một người tự học thành tài mà không cần ai dạy, hiểu rằng một phiên dịch viên ngôn ngữ, ký hiệu phải giống như bóng dáng, nền tảng hay bảng đen vậy. Chính vì vậy, càng khiến người ta cảm thấy tiếp nuối. Là một phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu giúp giao tiếp, nhưng chính cô lại không thể nói chuyện. Nếu không thể hoàn thành hoàn hảo vai trò của một sứ giả cô sẽ mãi chỉ là một người không chuyên hong hi chu nếu em sợ tay bị cứng khi luyện tập giám đốc trung tâm xua tan suy nghĩ và khoanh tay trước ngực em không xem video của người phát ngôn Bexa xa ơn nữa sao ngay lúc đó chuyện gì vậy giám đốc trung tâm cảm thấy một cảm giác đau nhói như bị bóp cổ cô mặc áo phông rộng và quần jean đội mũ lưỡi chai che kín mặt Trông như một sinh viên đại học Nhưng ánh mắt lộ ra dưới vành mũ lại khiến người ta cảm thấy một chút bất thường Giám đốc trung tâm tiếp tục nói Như thể muốn xua tan đi cảm giác lạnh lẽo Người phát ngôn Bexa ơn gần đây làm rất nhiều bản tóm tắt Video cũng rất nhiều Anh lấy vài đoạn cho em xem nhé Em không bảo rằng video của anh ấy giống như sách giáo khoa sao Em thi chứng chỉ mãi mà chưa qua Em đã từng nói gì với anh Em bảo dù chỉ là một phần 16 khung hình cũng được. Muốn cùng bác xa ơn có mặt trong một cảnh vì cách phát âm và giọng nói của anh ấy rất tốt. Đột nhiên, Hong Hi Chu tiến lại gần một cách im lặng. Giám đốc trung tâm theo bản năng lùi lại một bước, cô nhẹ nhàng cướp lấy điều khiển. Video của bác xa ơn đủ rồi, tôi đã xem đủ. Vậy, vậy được rồi. Trước ngôn ngữ ký hiệu kiên định của cô, giám đốc trung tâm không thể không gật đầu. Hong Hi Chu lại một lần nữa đặt ánh mắt vào bộ phim kinh dị đó. Người bên cạnh không mần ngại bắt chước những lời chửi rủa đó, khuôn mặt nghiêng của anh ta thể hiện một niềm đam mê và sự kiên trì khó hiểu. Thật là, chuyện gì thế này? Hong Hi Chu hồi nhỏ đâu có cảm giác thế này. Đôi mắt vốn không giận dữ ấy, sao lại đột nhiên sáng rực và đầy sức sống? Giám đốc trung tâm không thể không dùng mình một cái. Cuối cùng hong hi chu nhìn chiếc điện thoại cô đơn đặt trên bàn đôi chân không thể kìm lại mà run lên cô cố tình phớt lờ sự lo lắng của giám đốc trung tâm có lý do của cô cô chưa bao giờ nghĩ rằng lần dịch âm thanh đầu tiên của mình lại là một cuộc gọi đe dọa xử lý giọng nói giả mạo số điện thoại không thể truy tìm vị trí mấy ngày qua chiếc điện thoại này không nhận được cuộc gọi nào điều đáng kinh ngạc là lời nói của kẻ bắt cóc lại trở thành sự thật. Bét xa ơn không chỉ không có tiến triển gì, thậm chí chẳng thu thập được gì. Họ không còn quan tâm đến những cuộc gọi trêu đùa nữa, hay là họ thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Mặc dù trong tay cô đang cầm điện thoại của kẻ bắt cóc, nhưng sự an toàn của cô vẫn không bị ảnh hưởng chút nào. Mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày đều không có gì thay đổi. Người đàn ông mất lời một lúc lại đi qua như một cơn gió lạnh, khi ánh mắt của họ gặp nhau, anh ta chỉ đơn giản là giữ vẻ mặt cứng đờ. Hồng Hi Chu vẫn không hiểu đó là biểu cảm gì, có thể là sự bâm mãn, cũng có thể là một chút lo lắng, nhưng dù sao thì ánh mắt đó cũng đầy đau đớn. Vậy thì, cô chỉ có một việc phải làm. Hô! Hồng Hi Chu cài đặt đồng hồ hẹn giờ 9 phút, rồi hít một hơi thật sâu. Mỗi khi cơ thể cô cử động, cô lại không thể không phát ra một tiếng rên rỉ ưm hư. Sau mỗi lần trị liệu vật lý, những vết bầm tím lộ rõ ra, giống như dấu vết của những lần bị đánh vậy. Mặc dù trong lòng có một chút đắng cay, nhưng cảm xúc đó nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho quyết tâm vững vàng, không để lại chút dấu vết nào. Bây giờ, cô đã sẵn sàng mọi thứ. Á, à, á. À hong hi chu thử phát ra âm thanh rôn rẩy như tiếng kêu của một con cừu con trai duy nhất của ứng cử viên tổng thống tương lai bậc thầy trong việc tạo sóng truyền thông với lưỡi sắc như lưỡi dao dù với miệng lưỡi như thế này tôi có chết thêm một lần cũng không thể thắng anh ta không sao tôi đủ mặt dày rồi bây giờ thì hãy biến thành một người phụ nữ ly hôn nổi loạn đi cô lẩm bẩm câu thần chú trong lòng ánh mắt tỏa sáng đưa điện thoại gần tai. Chiếc điện thoại trong tay cô nặng trĩu, như một quả bom tự chế đầy sợ hãi và nặng nề. Chương 9. Tít tít tít. Tiếng tín hiệu không thể quay lại khiến tim cô đập mạnh như muốn xé rách lồng ngực. Đã 10 giờ tối, chồng cô vẫn chưa tan làm. Hi chu mặt tái nhợt, không ngừng vuốt cổ mình. Thật sự có thể làm được không? Không, mình có thể làm được, đúng không? khi việc mà cô dùng cả lòng can đảm và bướng bỉnh thúc đẩy cuối cùng cũng bắt đầu thành hình, cô cảm thấy đầu mình như bị rỗng tuếch. Sự căng thẳng tột độ khiến răng cô bắt đầu va vào nhau lập cập. Lẽ ra mình nên uống thuốc trước không nhỉ? Tít tít tít, tiếng bận rộn không biết bao giờ kết thúc vang lên, căng thẳng như một chiếc đồng hồ đếm ngược. Mỗi giây ngột ngạt trôi qua đều khiến Hi Chu, người vốn dĩ đã không làm gì suốt thời gian dài, cảm thấy như bị kích thích đến cực độ. Khi cô bắt đầu không thở nổi và cảm thấy chóng mặt. Đột nhiên, tiếng tín hiệu liên tục đột một dừng lại. Đôi mắt nhắm chặt của cô khẽ rung lên. Được rồi, đối phương đã bắt máy. Xuyệt, phải bình tĩnh. Hãy giữ bình tĩnh nào. Ngay khi cô chuẩn bị mở miệng nói câu đầu tiên. Hôm nay vợ tôi cũng sẽ chết trong tay cô sao? Khủ khủ, khủ khủ. Hi Chu vội vàng đưa điện thoại ra xa, trông vô cùng lúng túng. Giọng điệu chế giễu của đối phương lập tức chiếm thế thượng phong. Quỷ thật, khởi đầu quá tệ. Trông có vẻ cô đã bị dọa không ít nhỉ. "Không, không, không phải đâu, tôi." Cô cố gắng bắt chước cách nói lắp bắp của một kẻ bắt cóc, nhưng dù không cố, lời nói của cô cũng đã tự nhiên vấp váp. May mắn thay, giọng nói đã qua xử lý nghe khá giống thật và phản ứng của bét xa ơn vẫn bình tĩnh như thường vậy nói tôi nghe cô định làm gì rõ ràng anh ta nói mỗi lần gọi đến sẽ là một số khác nhau sao lại nhận ra được trừ khi anh ta nhớ hết tất cả các số gọi đến rồi dùng phương pháp loại trừ tìm ra tôi vợ anh vẫn ở bên anh chứ đáng ra tôi mới là người đe dọa anh ta nhưng giờ lại bị anh ta chế nhạo không thể để anh ta dắt mũi được tuyệt đối không thể Hi Chu cắn chặt chiếc lưỡi đã cứng đờ của mình, hít một hơi thật sâu. Ai nói tôi là vợ anh? Hoàn toàn không phải, đúng không? Mặc dù lòng đau nhói, nhưng cô chẳng mảy may quan tâm. Điều quan trọng nhất bây giờ là giành lại thế chủ động từ tay anh ta. Anh bỏ rơi vị hôn thê cũ của mình, rồi lại đi cưới em vợ tương lai. Không khí vốn đang lỏng lẻo bỗng chốc trở nên căng thẳng. Tôi sẽ công khai chuyện này ra ngoài cuối cùng hy chu đã lấy ra vũ khí để tấn công chồng mình làm vấy bẩn cái gọi là đạo đức cao cả của Bách xa ơn đây là kế hoạch đầu tiên mà cô nghĩ ra vị hôn thê thật sự của anh giờ đang ở đâu anh cũng không biết đúng không ngay trước đám cưới chị gái cô đã bí ẩn mất tích đến nay đã ba năm không một tin tức để tìm chị gái ông cụ thậm chí đã phái người đi tìm khắp nơi đôi lúc còn nổi giận đùng đùng sự vắng mặt của chị gái là một điều công bằng với tất cả mọi người. Do đó, Hi Chu có thể thoải mái bịa ra bất kỳ lời nói dối nào. Người ta bốc hơi luôn rồi, rốt cuộc anh đã hành hạ cô ấy như thế nào? Dù có hơi phóng đại, nhưng quan trọng không phải sự thật, mà là bôi bẩn anh ta. Không có lời đồn và đời sống sạch sẽ, anh ta càng dễ bị một đao chém rách nát danh dự. Một vụ bê bối là đủ rồi bác xa ơn không thể chịu đựng được việc mình bị dán nhãn tiêu cực hai chị em cứ thay nhau xuất hiện như thang máy vậy thậm chí một người còn mất tích câu chuyện này chắc chắn sẽ được mọi người yêu thích người phát ngôn bác xa ơn mà lại dơ bẩn thế này biến thái rác rưởi công chúng luôn phản ứng mãnh liệt với những câu chuyện kịch tính kiểu này hơn nữa loại bê bối liên quan đến gia đình này không chỉ gây khó chịu mà còn gần như là điều cấm kỵ trong một xã hội khó phân biệt giữa năng lực và đạo đức, niềm tin từng mãnh liệt có thể biến thành sự chỉ trích gấp ngàn lần. Bexa ơn lạnh lùng chắc chắn hiểu rõ điều này. Rốt cuộc cô muốn gì? Đúng rồi, phải hỏi tôi như thế. Nhịp tim cô đập mạnh hơn ở cổ. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hài lòng với thái độ điềm tĩnh của Béc sa ơn. Cô gần như không thể chờ đợi mà trả lời ngay. Trước khi tôi vạch trần tất cả, anh hãy tự mình giải quyết đi. Nói rõ đi, bỏ rơi Hong Hi Chu, đưa vị hôn thê ban đầu của anh trở về. Trở lại như ban đầu. Dù sao Hong Hi Chu đối với anh cũng không quan trọng. Gương mặt Hi Chu méo mó vì niềm vui không thể kiềm chế, như thể vừa cắn phải một trái cây chua chát. Cô ta vốn không phải là đối tượng trong cuộc hôn nhân này. Cô không ngờ sự tự ti lâu năm của mình lại trở thành điều kiện để thoát thân cảm giác phản kháng khiến cổ họng cô nóng ran hiểu chưa nếu không muốn để cuộc bầu cử của cha anh bị vấy bẩn thì nhanh chóng khôi phục mọi thứ như cũ đi nếu anh muốn chuyện này không hề khó người đàn ông dường như câm lặng thậm chí không nghe thấy cả tiếng thờ bác xa ơn không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ sự nghiệp chính trị của mình Hi chu cảm thấy mình đã nắm được chìa khóa chiến thắng một người sắp bước vào quốc hội sẽ gục ngã tại đây chỉ vì một vụ bê bối bẩn thỉu sao liệu anh có thể tha thứ cho bản thân mình không anh trai cân nhắc kỹ đi không lạ gì khi người ta đeo mặt nạ để ca hát giọng nói sắc bén và đầy mưu mẹo của cô khiến chính cô sợ hãi nhưng trong lòng lại thấy thỏa mãn cảm giác nói thẳng ra suy nghĩ và ép buộc đối phương khiến tim cô đập nhanh hơn nếu tổng thống mà là người như vậy chuyện anh đùa giỡn chị em bị công khai, ngay cả Tổng thống cũng sẽ cảm thấy mất mặt phải không? Ai lại muốn một người không có tình nghĩa, không có lương tâm, thậm chí không biết lễ phép làm gương mặt đại diện cho chính phủ? Đây chẳng phải là tự bôi đen ngay trước khi nhiệm kỳ kết thúc sao? Cảm giác như pháo hoa bùng nổ đầy khoái cảm. Lần đầu tiên cảm nhận được sự giải thoát, Hi Chu nhẹ nhàng xoay một vòng tại chỗ. Trả lời tôi trước ngày mai cô còn cố tình cười nhếch mép một cái, giọng nói trầm thấp, hiểm độc. Cô con gái thứ hai của gia đình chủ báo San Ki Ung giờ đây không còn là người cả đời câm lặng và cam chịu nữa. Hiện tại, cô chỉ là một kẻ đe dọa không tên, không tuổi, không nghề nghiệp. Không ai biết được khuôn mặt thật của cô. Nếu thấy phiền, hãy dùng 20 tỷ để giải quyết đi. Còn hơn để đời tư của anh trở thành trò cười cho công chúng, thế vẫn rẻ hơn nhiều. Dù không xuất hiện, nhưng cô đã đổi lại được sự tự do để nói bất cứ điều gì mình muốn. Dù là ly hôn hay hai mươi tỷ, với Hi Chu, đều không thiệt thòi. Ngày mai tôi sẽ gọi lại, cô liếc nhìn đồng hồ bấm giờ. Cuộc gọi đầu tiên đến đây đã không tệ chút nào. Yêu cầu rất rõ ràng, lại thêm lời đe dọa đánh vào chủ nghĩa hoàn hảo của anh ta. Đến đây là đủ rồi. Trước khi bên kia kịp cúp máy... Cô phải là người cúp trước để khẳng định ai nắm quyền chủ động trong cuộc nói chuyện. Ngay khi cô không chút do dự ấn nút kết thúc cuộc gọi, cô nói xong chưa? Tiếng ghế kêu ken kết đột một vang lên. Tôi còn tưởng là mối đe dọa gì ghê gớm lắm cơ. Người đàn ông từ đầu vẫn lặng lẽ lắng nghe, bỗng phát ra một tiếng cười lạnh như tiếng thở dài, giọng nói kéo dài mang theo sự chán chường. Những người như cô, cách làm lúc nào cũng chẳng có gì mới cả nghe thấy những lời chế diễu khinh thường đó tay cô lập tức cứng lại chỉ cần nói là cô bị một bệnh nhân tâm thần để ý đến là xong phơi bày sự điên rồ của cô chỉ ra mối đe dọa cô gây ra cho xã hội rồi tấn công vào lý lịch của người tố cáo làm mờ đi bản chất của sự việc thật dễ dàng hay tôi cứ nói là cô gặp phải một vụ lừa đảo qua điện thoại cảnh báo trước cho mọi người biết chỉ vài câu ngắn gọn anh ta đã nắm trúng điểm yếu của cô Khóe miệng Hi Chu khẽ run lên. Muốn đe dọa tôi, trước tiên hãy hiểu rõ về tôi đã. Cô không hiểu sao mình lại cảm thấy cơn giận không thể kìm nén, cắn chặt môi dưới. Số phóng viên muốn moi lời từ tôi đã lên đến hàng trăm. Cô vốn dĩ không định dễ dàng khuất phục trước anh ta. Tin rằng mình có thể làm được, cô đã quá tự tin vào những năm tháng quan sát anh ta, có phải đó là sai lầm của cô? khi sự kiêu ngạo chưa từng nhận ra bị chỉ thẳng vào mặt cảm xúc hưng phấn của cô lập tức tụt dốc biến một vụ bê bối thành một sự cố xui xẻo nhỏ chẳng phải là điều khó khăn một kẻ tống tiền ngu mốc như cô dễ dàng đối phó thôi dường như có một món tay vô hình đang gõ mạnh lên trán cô nhưng tại sao tôi đây giọng nói vốn tẻ nhạt đột nhiên trở nên sắc lạnh lại nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận yêu cầu ly hôn nực cười của cô Chuyện này còn làm liên lụy đến người vợ vốn yên bình của tôi. Khoan đã, vợ tôi, người tôi yêu, cô tức đến nỗi cả người run rẩy. Hi Chu bất lực bật ra một tiếng cười lạnh. Hắn nói về xác chết như thế nào, giờ lại nói kiểu đáng ghét như vậy. Không rõ đối phương có để ý đến việc đang bị ghi âm hay có ý đồ gì khác không. Điều chắc chắn là từ đầu đến cuối, người đàn ông chơi chiêu chính trị kia đột nhiên nói chuyện như một người chồng thực thụ điều này đã phá vỡ nhịp độ của cô trước khi kịp phản ứng cô đã cảm nhận được một luồng hơi nóng chạy dọc cổ mình anh 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 đã kiểm tra chiếc xe của hong hi Chu chưa lại định bịa đặt gì nữa đây chiếc xe đó đã bị hủy rồi hủy rồi bác xa ơn lặng lẽ lắng nghe lời cô dường như đang cố gắng phân tích ý nghĩa thực sự bên trong không biết đúng không hoàn toàn không ngờ tới chứ gì còn nói vợ tôi, nữa. Những lời trách móc nhắm vào anh ta khiến cô cảm thấy vô cùng hả hê. Anh còn nghĩ mọi thứ chỉ là trò đùa sao? Anh tưởng tôi chỉ là kẻ vô dụng mùi không trong phòng à? Ngày đó, tôi đã nắm tóc, cổ và thậm chí cả môi của vợ anh. Tôi đã nhốt cô ấy lại, để cô ấy luôn ở bên tôi. Cô ấy rất sợ hãi, thực sự rất sợ hãi. Cảm giác dùng những ký ức bi thương đó để áp đảo đối phương thật khiến người ta khoái chí. Sự im lặng lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy dùng mình. Mặc dù tâm lý có chút méo mó, nhưng Hi Chu cảm thấy sự dồn nén trong lòng mình đã được giải tỏa. Vì sợ hãi à, rồi sau đó thì sao? Lúc này, một giọng nói điềm tĩnh vang lên, đầy trầm thấp. Chương 10. Gì cơ? Nói tiếp đi. À sau đó tôi còn đâm dao vào má cô ta khoan đã giọng nói này nghe có vẻ bình thản quá sao kỳ lạ thay từng sợi lông trên má đến tai tôi đều dựng đứng rồi sao nữa anh không phải đã thua lỗ cúp máy sao lúc đó tôi chỉ còn biết lăn lộn cái gì cơ tôi thực sự lăn lộn tôi không nhớ rõ chi tiết nhưng cô ta ra tay trước lúc đó cô ta như mất trí chắc trên người đầy vết bầm tím khi tôi tỉnh táo lại, phát hiện cả người mình ướt đẫm, quần áo cũng rách nát. Đột nhiên, dường như tôi nghe thấy một tiếng cười sắc như dao. Alo? Cảm giác lạnh buốt từ bên tai cho thấy đây không phải ảo giác. Nhưng dù có đợi thế nào, đầu dây bên kia vẫn không đáp lại. Hi Chu cẩn thận xoay vai mình đang đụng vào cửa xe. Cùng lúc đó, cô đang do dự, không biết nên gọi anh ta là alo hay bách sa ơn. Tôi giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng ẩn chứa chút kìm nén. Chưa bao giờ tôi tò mò về khuôn mặt của một người đàn ông như vậy định ngoan ngoãn bị bắt đi. 406. Chấm than, chấm than. Thật là thú vị. Người đàn ông lạnh lùng bất chợt ngồi thẳng dậy nghiêm trình. Hi Chu bị sự chú ý đột ngột này làm cho bối rối. Chuyện này không ổn chút nào. Điều cô muốn là sự hợp tác, chứ không phải loại hứng thú kỳ lạ này. Chính xác hơn, cô cần anh ta chú ý đến điều kiện, chứ không phải sự ám ảnh với kẻ bắt cóc. Chuyện gì đang xảy ra? Mình đã bỏ lỡ điều gì sao? Đột nhiên, cô cảm thấy sau gáy lạnh toát, như thể mình đã trở thành con mồi. Ngay lúc đó, chiếc đồng hồ đếm giờ kêu lên khi chỉ còn 9 phút. Chết tiệt! Hi Chu vội vàng nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Cuộc gọi đầu tiên MP3. Đây được xem là thất bại hay thành công đây? Tìm cô đập thình thịch không ngừng. Tít tít, tít tít. Chỉ ít lâu sau khi cô cúp máy, ổ khóa cửa đã bị mở ra. a à, Hi Chu đang đi loanh quanh trong phòng khách, nghe tiếng động liền nhanh chóng trốn vào phòng. Sự tự tin như thuốc kích thích khi cúp máy giờ đã biến mất không còn dấu vết. Hi Chu áp tay vào cánh cửa, cố gắng đoán xem anh ta đang làm gì. Hừ, anh ta đã vào phòng chưa? Không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào, Hi Chu tựa vào cửa, từ từ ngồi bệt xuống sàn. Điên rồi, thật sự điên mất rồi, Hồng Hi Chu. Cô thực sự đã làm chuyện đó. Cô thực sự đã gọi điện đe dọa chồng mình. Bàn tay cầm chặt điện thoại của cô run rẩy. Lúc này, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng mình đứng bật dậy. Hồng Hi Chu, ra đây, chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh ta đã phát hiện ra điều gì sao? Nhưng làm sao có thể Hi Chu cảnh giác nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng kín, vội vàng giấu chiếc điện thoại dùng để đàm phán vào dưới gối. Tôi vào đây. Anh ta lại gõ không phải để xin phép, vừa nói xong cửa đã mở ra. Chấm than. Sự hiện diện của anh ta như một luồng áp lực đè nén tràn đè nén tràn tới. Beck xa ơn, mang theo cơn gió lạnh của đêm tối, bước vào với vẻ mặt không chút biểu cảm. Đứng trước tường giấy màu ngà, anh ta như một vết khắc sâu sắc không thể xóa nhòa ánh mắt anh ta lướt qua cơ thể của hi chu lẽ nào anh ta thực sự đã phát hiện ra điều gì sao hi chu nốt khan một cách khó nhọc rung rung đúng lúc này trong túi áo khoác của bexa ơn vang lên tiếng rung điện thoại vừa nhìn chằm chằm hi chu anh ta vừa rút điện thoại ra nới lỏng áo khoác lướt ngón tay cái trên màn hình những hành động này diễn ra tự nhiên như dòng nước chảy. Dù đang nghe điện thoại, anh ta vẫn không lên tiếng. Đột nhiên, từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của cấp dưới, xe hỏng. Đã xác nhận, sau khi cúp máy, Bét Sa ơn khẽ cười nhạt, nhấc cầm lên một chút. Lại đây gần hơn, mình nghe nhầm sao? Hi Chu đứng yên bất động, anh ta khẽ ngoắc hai ngón tay. Khi cô còn đang thấy biểu cảm pha trộn giữa sự bực bội và tức giận của anh ta có phần xa lạ, cánh tay cô đột ngột bị kéo mạnh. A, à, Hi Chu cắn chặt môi, cố nén tiếng rên. Anh ta xoay cánh tay của Hi Chu, cẩn thận kiểm tra những vết chảy xước nhỏ trên da cô, kéo chiếc áo thun rộng của cô xuống, thấy được vết bầm trên vai, rồi bóp nhẹ vào má cô, kiểm tra cả da đầu. Đôi bàn tay ấy hoàn toàn không có chút gì gọi là thương xót. Đây là gì? Ánh mắt anh ta vẫn dừng lại trên bờ vai tròn của cô. Tôi đang hỏi cô đấy, Hồng Hi Chu, đây là gì? Hi Chu lặng lẽ kéo lại áo mình. Thành thật mà nói, hỏi thế này cũng chẳng có ích gì. Hi Chu phần nào hiểu anh ta đang làm gì, anh ta đang xác nhận lời của kẻ đã đe dọa. Nhưng tại sao chứ? Dù cô có bị thương hay không, với bác Sa ơn, chuyện đó cũng chẳng quan trọng trong ánh mắt của Hi Chu thoáng qua một tia khó hiểu. Trả lời tôi đi, không, từ giờ chỉ cần gật đầu là được. Anh ta dường như nhận ra điều gì, đưa tay ấn vào thái dương, rồi đổi giọng. Đó là tai nạn giao thông à? Ánh mắt lạnh lùng của anh ta dừng lại trên gương mặt của Hi Chu rất lâu. Gật đầu. Cái gật đầu nhẹ của cô khiến nét mặt anh ta lập tức méo mó. Thật sự đã xảy ra tai nạn. Ngày 6 tháng 10, khoảng từ 5 giờ đến 6 giờ chiều. Khi anh ta nói ra ngày giờ cụ thể, Hy Chu khẽ run, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi. Như thường lệ, cô tỏ ra yếu đuối và u sầu, một kiểu ngụy trang dễ dàng đối với cô. Vậy là chiếc xe bị phá hủy rồi. Anh ta đặt tay lên hông, cúi đầu xuống, lồng ngực anh phập phồng dữ dội như thể đang cố thở sâu. Nhưng ngay cả vậy, không có bất kỳ tiếng thở nặng nề nào lọt ra hôm đó cô thực sự đã bị thương. Tên khốn đó dám. Anh ta lầm bầm bằng giọng lạnh lẽo đến mức khiến người ta dùng mình. Có vẻ như anh ta cuối cùng cũng bắt đầu tin vào những lời của kẻ đe dọa. Cuộc gọi đó chắc chắn không phải trò đùa. Biểu cảm vốn lạnh lùng của anh ta dần dần, nhưng chắc chắn trở nên méo mó. Hi Chu ở khoảng cách gần đã chứng kiến sự thay đổi đó. Cuối cùng, đây chính là khoảnh khắc lời đe dọa của cô có hiệu quả chắc hẳn đã có ai đó tiếp cận cô anh ta đột nhiên cúi người xuống cô có nhìn thấy mặt tên đó không cô vô thức lắc đầu khẽ giơ tay lên như muốn giải thích để anh ta người không biết ngôn ngữ ký hiệu hiểu được cô làm động tác như đeo mặt nạ đeo mặt nạ nên tôi không biết đeo mặt nạ nên không thấy à anh ta có thể hiểu hoàn toàn ý nghĩa từ động tác mơ hồ của cô điều này khiến cô vô cùng ngạc nhiên Cô gật đầu liên tục. Tất nhiên, cô đã nhìn thấy, nhưng Hi Chu giả vờ ngây thơ gật đầu. Cái tên khốn đó, anh ta liếm đôi môi khô, trông có vẻ hơi khát nước. Hắn đã làm gì cô? Giọng điệu của anh ta thấp đến mức không giống như đang hỏi. Đầu, cổ, môi, gò mỡ. Ánh mắt anh ta chậm rãi lướt qua từng bộ phận mà anh ta vừa liệt kê. Hắn có chạm vào cô không? chiếc xe lật rất mạnh. Giọng nói của anh ta bắt đầu trở nên cứng nhắc hơn. Và đập rất mạnh, trí nhớ mơ hồ, cả người thì ướt sũng. Hi Chu nắm chặt ống quần, tự hỏi tại sao người đàn ông này lại như thế. Tôi chẳng có chút giá trị nào với tư cách con tin. Cái vẻ quan tâm ấy của anh ta khiến đầu cô ngập tràn dấu hỏi. Chuyện như vậy xảy ra, tại sao không nói với tôi? bé xa ơn nghiến răng, từng câu nói ngắt quãng. Anh ta chỉ gật đầu, vì câu hỏi này không thể trả lời bằng một đúng hoặc không đơn giản. Không biết từ lúc nào, vẻ mặt lạnh lùng ban đầu của anh ta đã quay trở lại. Tôi chỉ biết ngây người nhìn anh ta, ánh mắt anh dần trở nên sắc bén. Bất chợt, tôi nhận ra đã rất lâu rồi chúng tôi mới nhìn thẳng vào nhau như thế này. Hi Chu điềm nhiên gõ nhẹ vào ngón áp út trống không của mình, sau đó chỉ về phía bếp xa ơn, rồi làm động tác như siết cổ mình ánh mắt anh ta lập tức trở nên sắc lạnh có vẻ như ất ta đã hiểu cô bị đưa đến chỗ tôi với tư cách con tin dù sao đi nữa tôi cũng chỉ là con tin nói cho anh biết thì có ích gì tôi nhún vai thể hiện nhiều tầng ý sẽ cử vệ sĩ đi theo cô tạm thời cứ như vậy chấm than khi đang nuốt xuống nỗi cay đắng khi đang nuốt xuống nỗi cay đắng hi chu mở to mắt cô khoanh tay lắc đầu liên tục thấy vậy Bách Sa ơn nhướn một bên mày. Dù cô có muốn hay không, vẫn phải làm như vậy. Bách Sa ơn bực bội kéo lệch chiếc cà vạt vốn đã chỉnh tề của mình, rồi nói. Sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Đây có phải là sự tự tin về việc nắm bắt được đối phương không? Tôi sẽ đặt lịch khám bệnh, cô nhất định phải đến kiểm tra. Hi Chu nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy hoang mang. Bách Sa ơn xoa xoa gáy, rồi cẩn thận quan sát căn phòng của Hi Chu. Một chiếc giường và bàn học nhỏ đến kỳ lạ, những chồng sách dày cộp, chiếc màn hình bóng loáng, ghế màu nhạt và bàn trang điểm tinh xảo. Ánh mắt lạnh lùng của anh ta lần lượt lổ nội thất đầy hơi thở cuộc sống này. Đồ khốn." Chấm than. Chút biểu cảm thốt ra một câu chửi thề. Trên vô số bản tin, chương trình truyền hình và cả bục diễn thuyết tại nhà xanh anh ta đã từng sử dụng hàng chục nghìn câu nói chuẩn mực. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh ta nói một câu chửi thề thẳng thắn như vậy. Đây là một sự khiêu khích. Hi Chu bất giác co vai lại. Tuy nhiên, nhìn phản ứng của anh ta, có vẻ anh ta đã hiểu ra. Anh ta thực sự đã bị chọc giận sao? Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn